Xin được gửi tới toàn thể các bác, xin được gửi tới toàn thể quý khách hàng một mẫu xe gầm cao số tự động được đến thương hiệu của châu Âu các bác nhá. Một mẫu xe gầm cao 5 chỗ, form dáng rất đẹp luôn và thiết kế nhìn khá là bắt mắt đúng không ạ? Đây các bác nhìn xem, với lớp sơn màu đen và chiếc xe của em lên form mới rồi, cho nên là đèn có sự khác biệt này, rồi na răng có sự khác biệt này, rồi cả đèn sau nữa và có một số những vị trí bên trong nội thất có sự khác biệt các bác nhá. Chiếc này của bên em được mang tên là Ford Escape và được sản xuất năm 2004 các bác nhá. Cuối 2004 thì các dòng xe Ford Escape này cũng đã được lên form mới. Với nội thất của chiếc xe là màu đen và là màu kem. Và đây các bác nhìn xem, chiếc xe cũng đã được thiết kế một cái cửa sổ trời rất là to ở trên nóc đây rồi các bác nhá. Vì là form mới cho nên nó sẽ có một cái cửa sổ như vậy, cửa sổ trời như vậy các bác nhá. Đây, và vô lăng đây, vô lăng của xe vẫn còn khá là đẹp. Có túi khí an toàn nằm bên đây và một túi khí nữa được nằm bên kia các bác nhá. Màn hình giải trí và kết hợp có cam đùi rồi. Và đây là cần số của chiếc xe được nằm ở trên vô lăng các bác nhá. Và đây là những cái công tắc phím bấm hệ thống điều hòa của chiếc xe. Và một số vị trí này cũng đã được sơn vân gỗ rồi. Nhìn chiếc xe xa hơn rất là nhiều đúng không ạ? Mẫu xe 5 chỗ gầm cao và máy của chiếc xe là 3.0 2004 các bác nhá. Với phần thiết kế nội cho đến ngoại thất của chiếc xe này nhìn rất đẹp mắt. Và đây là một chiếc xe mà chủ nhân đi rất là giữ gìn cẩn thận, cho nên là nội thất bên trong rất là sáng sạch các bác nhá. Những cái phần nhựa, những cái đồ nhựa bên trong nội thất nhìn rất là tươi luôn. Đây các bác nhìn xem cho em một cái cánh đầu tiên đi. Các bác nhìn này, rất là sáng và tươi luôn đúng không ạ? Và một dàn lốp của xe vẫn còn rất là dày nhá. Đây các bác nhìn xem, rất dày. Và la răng đúc nguyên bản theo xe, có phanh đĩa và phanh ABS các thứ. Phanh ABS để làm gì ạ? Để chống bó cứng khi các bác mình vận hành các bác nhá. Và đây là phía đằng sau của chiếc xe. Đấy, đèn đằng sau có sự khác biệt rồi vì là form mới mà đúng không ạ? Và phía đằng sau trang bị có những cái mắt cảm biến lùi các bác nhìn thấy đây. Và xe có biển số là ở Hà Nội các bác nhá. Các bác mua về, mình mua về bất cứ đâu đấy, các bác cứ để nguyên biển này cho em làm công chứng ủy quyền đi thôi, đỡ phải tốn tiền biển các bác nhá. Còn tất nhiên bác nào muốn sang tên đổi biển thì bên em cũng sẽ hỗ trợ luôn. Bác nào về Hà Nội thì quá tuyệt vời rồi đúng không ạ? Đây là mẫu xe đẹp của bên em. Tuy rằng số tiền các bác bỏ ra là không nhiều, thế nhưng mà xe vẫn còn cực kỳ chất lượng. Bên em sẽ đảm bảo và bao cho các bác luôn về chất lượng của chiếc xe này các bác nhá. Và những cái lỗi tai nạn đâm đụng ngập nước thủy kích thì bên em cũng sẽ bao cho các bác bảo hành các bác luôn để các bác yên tâm các bác nhá. Và video ngày hôm nay, clip này em sẽ quay trong vòng hơn chục phút đồng hồ để các bác thấy được độ chất của chiếc xe này như thế nào các bác nhá. Các bác cứ xem cho em một số những vị trí trước đi đã, xong tí em sẽ quay từng góc cạnh một cho các bác xem nhá. Đây các bác nhìn xem, từ cái phần đèn hậu đúng không ạ? Nó còn rất là sáng và còn rất là mới đây. Nước sơn bóng đây. Lốp của xe thì rất là dày. Và lốp này anh chủ trước vừa thay gần 20 triệu xong các bác nhá. Các bác mua chiếc xe này là mình cũng tiết kiệm được một dàn lốp rồi đấy ạ. Và tất nhiên những dòng xe Ford Escape thì trong thời điểm này nó cũng sẽ rẻ hơn thời điểm trước rất là nhiều rồi đúng không ạ? Rẻ hơn rất là nhiều rồi. Có những con thậm chí form mới mà chỉ có tầm khoảng loanh quanh 100 triệu cũng có các bác ạ, hoặc là hơn 100 triệu một đồng một chút cũng có các bác nhá. Con này của em thì tất nhiên nó phải là hơn 100 triệu rồi, vì đây là một chiếc xe vẫn còn cứng đẹp, một chiếc xe mà chủ nhân người ta đi rất là giữ gìn. Lúc em mua đấy, lúc em đi nhập đấy thì thực sự là cũng có một vài người ta cũng muốn nhập của anh chủ này. Thế nhưng mà ở đây thì em có duyên cho nên là em đã mua được của anh đó đấy, và anh đó lại nhượng lại cho bên em các bác nhá. Và bây giờ đây thì em quay lên cho các bác ngắm. Bác nào đúng chân, bác nào mà đang có tầm tiền trên 100 triệu muốn mua một chiếc xe số tự động gầm cao 5 chỗ và những mẫu xe mà chạy chắc bốc khỏe thì các bác có thể là nghiên cứu và mình lựa chọn sang dòng xe này các bác nhá. Mẫu xe này được trang bị là hai cầu điện và công tắc được bấm ở vị trí này các bác nhá. Hai cầu điện, những mẫu này mà đi rừng rú đồi núi thì quá ok tuyệt vời đúng không ạ? Bác nào mà đi đường bằng mình không muốn đi hai cầu thì mình có thể tháo cái cầu ở dưới ra nhá. Ở dưới gầm có một cái cầu sau đấy ạ, cái trục cân đăng đấy ạ, thì các bác có thể tháo ra để đi nó đỡ tốn xăng hơn các bác nhá. Đấy, tháo cầu ra thì đi nó sẽ đỡ tốn hơn tầm khoảng 2 lít các bác nhá. Và chiếc xe này thì nó tầm khoảng loanh quanh là tầm nếu mình đi đường trường tháo cầu ra rồi thì nó tầm khoảng là 8-9 lít thôi. Còn đi đường phố thì chiếc xe này nó tầm khoảng 11-12 lít các bác nhá. Còn nếu mà đi cả hai cầu thì nó sẽ tốn hơn một chút. Dạ vâng. Ok, bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem về mẫu xe Ford Escape của bên em. Các bác quan tâm mình xem hết video và liên hệ trực tiếp bên em để được chốt giá đẹp, sẽ có một mức giá tốt nhất cho mình mua các bác nhá. Đấy, về keo chỉ của xe đây các bác nhìn xem là vẫn còn này. Đấy, những cái phần bên trong đây, những phần sắt bên trong đây nó vẫn còn rất là sáng và vàng này các bác nhìn này. Đấy. Rất là sáng và vàng các bác nhá. Những cái phần tắp đi cánh cửa, những đồ nhựa, đồ da của chiếc xe còn rất là sáng luôn. Các bác nhìn xem rất sáng đúng không ạ? Rất sáng và không bị bẩn, thậm chí không bị bẩn luôn đúng không ạ? Và chỗ này đấy ạ là thiết kế có
loa check nhá. Đấy, vâng. Và đây là phần vách cửa tiếp theo của chiếc xe. Đấy, chỉ có hiện tượng hơi bẩn ở phần vách cửa thôi. Và mục ngoặc cũng không có trên mẫu xe này các bác nhá. Những mẫu xe này là những mẫu xe mà với tôn vỏ thiết kế rất là dày và cứng chắc, rất là bền. Đấy, rất là khó để mà mục và rất là khó để mà móp méo đối với những chiếc xe mà nó là đến từ thương hiệu của Ford Mỹ các bác nhá. Vâng, đinh tắt cốt kèo zin nguyên bản. Xe bao lỗi cho các bác rồi, các bác yên tâm nhá. Các bác mình xem cho em hình thức xong là bàn về giá cả thôi, về chất lượng. Như là máy số, như gầm bệ, tất cả chức năng của chiếc xe bên em sẽ bao và đảm bảo cho các bác luôn. Và những vấn đề là an ninh pháp lý giấy tờ nữa, bên em sẽ bao và đảm bảo cho các bác luôn các bác nhá. Các bác xem cho em phần táp lô đi. Hiện tại thì ở vị trí này nó đang có ánh sáng mặt trời. Đấy, nhìn rất là rõ và rất là nét cho các bác mình ngắm luôn này. Đây, các bác xem nhá. Âm thanh nghe hay, điều hòa lạnh buốt lạnh sâu, có cả chế độ nóng. Vâng, và có khóa khiển nhá, khóa khiển nguyên bản theo xe. Ở chỗ này là có túi khiên toàn đây này các bác này, chỗ này này. Đấy. Đồ nhựa phần táp lô của xe rất là ok luôn nhá. Tất cả đồ nhựa xe rất đẹp. Bộ ghế da đẹp hai màu. Chỗ này có thiết kế một cái cốp đựng đồ này. Đấy. Chỗ này là phanh tay và khay đựng nước đựng đồ đây. Bên em có đổi xe nhá, các bác có xe gì bang em đổi cho. Xe gì cũng đổi, xe gì cũng mua và cũng bán hết. Các bác thấy thì bên em hiện tại đang có gần 200 mẫu xe các loại để cho mình lựa chọn và tham khảo đúng không ạ? Với tầm tiền chiếc xe thì em có dòng xe Ford Mondeo nữa, đang có 4 chiếc liền nhá. Và những dòng xe khác nữa, rất nhiều luôn các bác ạ, rất nhiều và rất nhiều. Đấy. Tha hồ cho mình lựa chọn. Mình có thể lựa chọn 1 đến 2 con ở tại bên em. Và giá bên em đưa ra thì luôn luôn làm sao hợp lý nhất thị trường các bác nhá, yên tâm là như vậy. Và chất lượng bên em bán thì đều được bao và cam kết và bảo hành cho các bác luôn về chất lượng xe các bác nhá. Đây, các bác xem cho em phần mép cánh cửa nữa này. Đấy, em đang quay làm sao gần nhất và chi tiết nhất cho các bác xem. Các bác xem cho em những cái phần móc khóa bên trong này nó rất là sáng và vàng này đúng không? Đấy. Nhiều con là những cái vị trí đó nó bị thâm rồi các bác nhá. Nó thâm, nó kém, nó bạc rồi. Đấy, vâng. Đây nữa này, những cái vị trí này nữa này, nhiều con là hỏng hết rồi, nhiều con là bạc, thậm chí là nó bị ố và nó xuống màu hết rồi. Những con này của em đồ nhựa nó còn rất là ok đây. Các bác có thể so sánh chiếc xe của em với lại một số những mẫu xe khác đang có mặt ở trên thị trường các bác nhá. Đấy, tất cả những cái chân ghế của xe là không bị han gì cả, sàn bọc da rồi, có lót thảm trải sàn trên rồi. Và đây là hàng ghế đằng sau, hàng ghế thứ hai của chiếc xe này. Hàng ghế này thì mình có thể gập lại xuống được nhá, mình có thể gập lại xuống được để tạo thành một cái khoang đồ rộng rãi phía sau. Vâng. Còn phía sau đây là một cái khoang đồ này. Đấy. Ở dưới là một cái tấm nỉ và các bác nhìn xem, nỉ còn rất là trong, rất là mới luôn này. Vị trí ghế cho các bác đựng đồ bên đây nữa nhá. Đấy. Có cái gioăng này thì hơi bị sứt sứt một tí ở chỗ này các bác này. Hơi sứt tí chỗ này thì gần như là chiếc xe phói kép nào nó cũng bị. Đấy. Ở đây thì các bác mình có thể thay hoặc là mình để nguyên nhá. Ở chỗ này thì nó vướng ra đây một cái tí keo này. Đấy, cái keo này em lại chưa vệ sinh đi. Không phải bẩn đâu nhá, không phải xấu đâu mà nó vướng cái keo ở đây thôi. Không biết là ai dính cái keo đây này. Bóc lên hết các bác nhá. Bóc lên hết ngay. Đây đây này. Đấy, bóc lên hết này. Để em cũng giới thiệu chi tiết cho các bác mình biết là như vậy. Không có bác bọn lại bảo là cái phần đấy nó bị làm sao đúng không ạ? Đấy, đóng cửa lại các bác nhá để cho các bác ngắm phần thân sườn bên ngoài của chiếc xe này. Bức sơn của xe thì đẹp rồi, thân vỏ căng đẹp rồi, không lỗi về thân vỏ mà cho nên là thân vỏ của xe các bác nhìn xem nó còn rất là khít và đều đúng không ạ? Bọc bệ bước lên bước xuống đủ cả nhá. Và kính của xe được bọc dán xung quanh rồi. Đây là phía sau, hiện tại thì cốp đang đóng, bây giờ em sẽ mở cốp ra cho các bác xem. Đây, khi mở cốp ra thì khu vực phía sau nó sẽ thể hiện ở trên cái màn hình của các bác xem đây để các bác nhìn nhá, rất rộng đúng không ạ? Thoải mái cho mình đựng đồ. Đèn trước đèn sau đẹp này. Lốp thì dày cả bộ rồi đúng không ạ? Và tiếp theo một cái cánh cửa nữa, một cái cánh cửa tiếp theo mà em sẽ quay review cho các bác xem. Các bác đúng chân mình xem thật kỹ, xe có thể là xem đi xem lại, còn bác nào mà xem xong rồi lúc đấy mình muốn chốt giá nữa thì nhiều bác thì bảo là xe thì ok rồi, quan tâm đến giá thôi đúng không ạ? Vâng, thì bác nào mà mình xem xe ok rồi mà quan tâm đến giá thì cứ alo nhá. Để bên em để cho các bác mình chiếc xe này với giá ok nhất, hơn trăm tí thôi các bác ạ, không nhiều đâu. Vâng. Đây nhá, đây là cái phần tắp đi cánh cửa của chiếc xe. Em mời các bác xem nốt đây. Những cái vị trí này cũng được sơn gỗ. Nhìn chiếc xe sang hơn rất là nhiều đúng không ạ? Và tăng độ thẩm mỹ lên rất là cao. Và đây là phần vách cửa tiếp theo mà em sẽ giới thiệu cho các bác.
Thân của xe thì khá là rộng. Đấy, bộ ghế đây. Chỗ kia có vị trí để cho mình treo móc đồ nhá. Và ghế bên đây cũng như ghế bên kia nó sẽ trang bị có một cái như kiểu cái bàn làm việc vậy đấy ạ. Đây nha các bác, khi mình kéo nó ra, đấy, nó sẽ tạo thành một cái bàn đựng đồ. Đấy, và chỗ này là để khay đựng nước này, rất là hay đúng không ạ? Thiết kế rất là hay. Đây, tiếp tục các bác cùng xem. Tem ở phần cánh cửa vẫn còn nguyên này, keo chỉ mép cánh cửa xe là vẫn còn nguyên nha các bác. Bốn cánh cửa của xe là đẹp đều như nhau. Đấy, đẹp đều như nhau, âm thanh hay. Đồ nhựa các bác thấy đẹp không ạ? Đấy, ra chỗ này thì ánh sáng tốt hơn rồi đúng không ạ? Chỗ này là hệ thống gương chỉnh điện của chiếc xe, đây đèn gầm nhá. Còn đây là cục gương này. Và đây là những cái phần vách cửa các bác nhìn xem. Phần vách cửa của chiếc xe này chỉ có hiện tượng là hơi bụi bụi bẩn bẩn thôi, chứ còn thì không có hiện tượng xấu hay là bị kém hay han mục mọt gì đúng không ạ? Không bị xước sát gì. Đây các bác nhìn xem. Lòng trong thậm chí vẫn là sơn zin luôn các bác ạ. Dạ vâng. Đây là nội thất bên trong của chiếc xe Pointcape mà em đang giới thiệu. Thì tiếp tục các bác ngắm cho em nốt phần vỏ bên ngoài của chiếc xe nhá. Đấy, thân vỏ xe thì ok rồi, không bị bả mặt tít, và các bác có thì nó kêu con như này. Đấy. Sơn xi có thể là soi được gương, các bác nhìn này, có thể soi được gương luôn nhá. Có kêu con cá này. Đấy, lốp dày cả dàn luôn nhá, vừa mới thay xong các bác nhá. Này các bác nhìn này, rất mới đúng không ạ? Rất là mới luôn. Đấy, chi tiết chiếc xe làm sao em sẽ quay cho các bác mình xem đầy đủ nhất. Đăng kiểm của xe tháng 9 năm 22 các bác nhé. Dòng này các bác cứ đăng kiểm cho em là 6 tháng một lần. Và chiếc xe này hoàn toàn không có liên hạn sử dụng. Không có liên hạn sử dụng, các bác có thể dùng mãi mãi, dùng suốt đời luôn. Hãy để chiếc xe này về phục vụ gia đình các bác. Và các bác nhìn xem nhé, một dàn lốp này. Đây, một dàn lốp này đã tầm khoảng 20 triệu rồi đúng không ạ? Vâng, mời các bác xem gầm nhé. Bây giờ là gầm này. Đấy, những cái phần cua lốp của xe các bác thấy là không có hiện tượng hay là han mục mọt gì nhá. Đây, các bác nhìn xem. Đấy, đối với cái phần sàn này các bác nhìn này. Đấy, nó nguyên luôn các bác nhá. Nó còn đẹp nguyên luôn. Lốp dự phòng được nằm ở dưới cốp này các bác này. Lốp phòng được đặt ở dưới đây nhé, đây nằm ở dưới. Về khung sườn của những dòng xe Porsche thì các bác mình không thể chê được bởi vì nó quá tốt. Đây, gầm dưới đây các bác này, cái trục cân đăng nó dài dài, nó tròn tròn kìa, các bác có thể tháo ra nhé. Đây, trục cân đăng để mình sử dụng hai cầu đấy ạ. Những chiếc xe mà hai cầu thì em thấy là hay chạy trên núi đúng không ạ? Còn các bác mà ở vùng miền bằng trung du thì các bác mình có thể tháo một cầu ra, mình chạy một cầu thôi. Dạ vâng. Đấy, tổng thể chiếc xe em đã quay xong rồi. Các bác liên hệ cho bên em theo ba số điện thoại này nhá, là số 0938586307 và 0389000555 và 0335838389. Ba số hotline, ba số bên em đang dùng Zalo, các bác hãy kết nối và alo trực tiếp để được chốt xe với giá đẹp và để được xem thêm và biết thêm một số thông tin các bác nhá. Địa chỉ 90.2 Trường Chinh, đối diện 225 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương các bác nhá. Về những cái vấn đề thủ tục sang tên, trước tiên các bác phải làm công chứng mua bán, xong là mình rút hồ sơ xong về mình đi làm biển, làm đăng ký các bác nhá. Còn bác nào mà mình muốn giữ nguyên cái biển thì mình làm công chứng ủy quyền. Công chứng mua bán là để sang tên, còn công chứng ủy quyền là để mình sử dụng, mình chạy, mình để giữ nguyên biển các bác nhá. Đấy, em giới thiệu cho các bác mình biết làm sao chi tiết là như vậy. Dạ vâng, video này em đã quay xong rồi, xin được kết thúc và tạm dừng video này ở tại đây. Và bên em sẽ quay trở lại sớm với các bác trong những cái chương trình lần sau. Xin chào và tạm biệt các bác ạ.